chào tới toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Hiện nay các bác đang được đón xem và tham khảo lời ca của bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp. Bộ sản phẩm có thể cho anh em đi làm sự kiện, các bác đặt ở quán bar, phòng trà, quán cà phê hát cho nhau nghe, hoặc lắp đặt ở những nhà hàng trung tâm tổ chức tiệc cưới. Với lực đánh ca uy lực mạnh mẽ, chất âm hay, lời ca sáng rõ, các bác yên tâm khi sở hữu bộ sản phẩm này, và nó thể hiện được đẳng cấp của người chơi. Với những sản phẩm hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Mỹ, do Mỹ sản xuất, được chào bán tại cửa hàng âm thanh Alan, có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Đây là Zimbella FZX738, dòng loa 4 số 3 đường tiếng cao cấp, sử dụng một bát 50 từ leo, coi 100, trung leo, tép leo. Các bác sẽ cùng nghe rất là chất đẳng cấp, tiếng rất là sáng rõ, uy lực mạnh mẽ. Các bác sẽ cùng nghe trải nghiệm, sau đó em sẽ giới thiệu thêm về thông số kỹ thuật và về giá tiền ạ. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về eo trời mưa mau. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, em về eo trời mưa mau. Và xin cảm ơn các bác và quý anh chị em rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ những sản phẩm cửa hàng âm thanh Alan chào bán. Và các bác thân mến, hiện tại em đang thể hiện một ca khúc với bộ mic không dây BBS S329GS, những bộ mic không dây cao cấp 6 số có chế độ tự ngắt của tập đoàn BBS sản xuất, hàng xịn của công ty. Giá 5.500.000 đồng trên một bộ. Em bao ship kèm pin, kèm sạc cho các bác. Rất là sang chảnh. Tiếng mic rất là hay, thật tiếng các bạn. Và thưa các bạn có thân mến, ở trong buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng đang giới thiệu chia sẻ với các bác cũng như là anh em, thì em được đón tiếp cũng như là giao lưu với các anh em đam mê ở trên Hà Nội về mấy cửa hàng. Thì em có ghép bộ sản phẩm này để các anh trải nghiệm cũng như tham khảo chất âm trực tiếp. Thì nhân tiện ghép lên đây thì em cũng có những cái video để quay, để test chất âm để các bác trên toàn quốc có thể nghe và trải nghiệm được chất âm. Và trong video trước thì em cũng đã test rất nhiều những cái bản nhạc dân ca rồi là loan top. Thì ở trong video này em cũng xin phép là nghêu ngao một chút thôi, trong một ca khúc thôi, vì em hát không có hay. Thì các bác cũng cảm nhận được rồi, lời nó ra rất là uy lực, sáng tiếng. Đó là chất của JBL. Đôi loa hiện tại em đang chào bán với giá 72 triệu đồng JBL SRX738, 4 số 3 đường tiếng. Những đôi loa cực kỳ chất lượng, bao riêng nguyên bản tuyệt đối cho các bác cũng như là anh em. Bên dưới là một đôi loa súp kép các bạn, em đang chào bán giá 65 triệu đồng trên một đôi SRX728. Tiếng ban nó mềm, nó sâu và rất là ấm, chắc tiếng. Đẩy crown Macrotech 3600 thì em đang chào bán giá dao động từ 26 tới 33 triệu đồng một con, tùy theo độ đẹp cũng như là chất lượng của các con đẩy các nhá. Chủ yếu em rất là nhấn mạnh cho toàn thể các bác đó là bộ mic. Bộ mic này thì trong buổi chiều ngày hôm nay xin được chia sẻ với các bác anh em là riêng buổi chiều ngày nay gửi đi 3 bộ. Riêng buổi chiều nay gửi đi 3 bộ rồi các bác nhá. Đấy. Các bác nào đặt hàng thì em cũng xin gửi lời cảm ơn. Buổi chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020, buổi chiều ngày thứ tư. Đấy, những bộ mic này thì các bác yên tâm rồi, tiếng nó quá chất. Các bác nhá. 5.500.000 đồng, quan trọng là giá thành nó hợp lý. Và cái thương hiệu BBS thì nó không phải là một cái thương hiệu để đặt tên, đúng không các bác? Nó chất như JBL này, đấy là một thương hiệu nổi tiếng này. BBS nó cũng quá nổi tiếng rồi. Nó là một tập đoàn làm mic, nó chỉ có làm mic thôi, không làm cái gì khác cả.
Đấy. Và thưa toàn thể các thân mến, cảm ơn các bác một lần nữa. Em xin phép là gửi lời chào tới các bác cũng như là anh em. Và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em rất là thích lời của Đưa Lại. Quá là tuyệt vời, bát sâu, xứng tầm những sản phẩm của Mỹ, JBL. Và thưa toàn thể các bác thân mến, nhất tiện video này thì cũng xin được chia sẻ tới các bác cũng như là anh em về một số vấn đề. Thưa toàn thể các thân mến, trong mấy ngày vừa qua em liên tục nhận được những cuộc điện thoại của các bác, đặc biệt là ở trong khu miền Trung và trong khu miền Nam. Các bác gọi điện hỏi rằng là muốn mua một bộ sản phẩm khoảng 10 triệu hoặc cố gắng đến 15 triệu. Nhưng mà tất cả các sản phẩm là phải của Mỹ các bạn. Thì tính em thì rất là thẳng thì anh ơi, 10 đến 15 triệu chỉ mua Mỹ thoa thôi, chứ còn không thể là mua Mỹ xịn được. Đấy. Thì báo cáo các bác với anh em như này. Và còn nhận được những cuộc điện thoại ví dụ như cũng là các bác ở trong đó. Thì hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều anh em giới thiệu về các sản phẩm nó bị sai nguồn gốc xuất xứ. Ví dụ như các bác hỏi em đưa loa B2000C hôm qua thôi ạ. Là bao nhiêu tiền em trả lời các bác là em bán 8 triệu một đôi hàng bãi xịn. Đấy, cũng đi B&B. Thì các bác bảo B&B là anh phải mua hàng của Mỹ cơ. Đấy, thì em lại nói anh ơi B&B anh mua chỉ có Mỹ thoa thôi. Đấy. Thì thưa toàn thể các bác thân mến, B&B thì nó là thương hiệu và công nghệ của Nhật Bản. Nếu nó là hàng xịn còn sản xuất chắc chắn là made in China. Đấy. Còn đẩy các bác ạ, Mỹ thì phải nói Crown đây các bác này. Phải nói Crown đây các bác nhá. Thì mới là Mỹ. Còn ba cái đẩy vớ vẩn ấy, anh em cứ ốp cho cái mác Mỹ, mác Đức, mác Nga, mác Italy vào các bạn, không có đâu các bạn nhé. Và đặc biệt BBS này cũng thế ạ, thì nhiều anh em bán mic bãi hoặc là mic mới, thậm chí những bộ rất là bình thường cứ bảo là BBS là thương hiệu của Đức. Các bác thân mến nhé, em là một đại lý ủy quyền do công ty BBS chứng nhận và em là một người con đẻ của công ty BBS. Em xin đính chính và khẳng định toàn thể các bác, BBS thuộc tập đoàn BBS và thương hiệu là của người Trung Quốc, câu lưu ý nhé. Em chỉ nói là của Trung Quốc thôi, còn chất lượng của nó nha các bác nhé. Thì kể cả những bộ mic anh em giới thiệu của Đức, của Pháp, của Mỹ thì em chấp hết, các bác lưu ý nhé. BBS nó chấp hết, em chỉ nói như thế thôi, các bác là phải hiểu. BBS là thương hiệu của Trung Quốc, chứ không phải thương hiệu của Mỹ, của Đức, của Pháp, của Anh gì các bác nhé. Trung Quốc, nhưng chỉ cần cái thương hiệu Trung Quốc thôi, các bác. Nhưng nó bán đến tất cả các nước trên thế giới, nó là một tập đoàn luôn. Và các bác chỉ cần nhìn cái lượng mic bãi về thị trường Việt Nam thì các bác biết thì nó quá khủng như nào. Và JBL nó cũng thế thôi, nó là thương hiệu của Mỹ. Thì các bác nhìn cái lượng loa JBL bãi về Việt Nam thì các bác biết, đúng không ạ? Cái gì thì cái, em nói thật sự các bác này, nó phải có hàng bãi ở Việt Nam thì nó mới là hàng chuẩn trị và nó là hàng có thương hiệu. Các bác nhớ, từ bãi nó khác mà từ cũ nó khác các bác nhé. Bộ mic này sau khi dùng các bác bán là hàng bãi. Chiếc lưng này sau khi các bác dùng bán nó là hàng cũ, chứ nó không thể là hàng bãi được, các bác nhớ. Các bác phải hiểu thế nào là bãi, thế nào là cũ. Còn bây giờ cứ cái gì cũ các bác cũng được nghe anh em giới thiệu là bãi rồi ốp cho nó một cái thương hiệu Mỹ, Đức, Pháp, Anh gì đó để các bác hãy tìm hiểu. Còn về bản thân của em thì từ trước nay giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ chuẩn chỉ 100%, thương hiệu chuẩn chỉ 100%, không bao giờ mượn thương hiệu. Đó là những gì muốn chia sẻ với toàn thể các bác. Và thưa toàn thể các thân mến, cuối cùng em cũng xin phép gửi lời chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.